đã đến lúc cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng gọi tên tập đoàn Xuân Cầu. Ông Tô Lâm chính thức trở thành Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay mới chỉ có hơn 3 tháng. Nhưng trong thời gian hiện nay, ông Tô Lâm lại đang rơi vào tình trạng thập diện mai phục. Thậm chí có khả năng cao ông Tô Lâm có thể nhỡ chuyến tàu mang tên Đại hội 14 là điều rất có thể. Theo giới thạo tin, nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở thời điểm hiện nay đã và đang có nhiều vấn đề phức tạp và nguy cơ đe dọa vị thế của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Với lý do Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương mà lại không kiểm soát được quân đội, đặc biệt là Tập cục 2 tình báo quân đội là điểm yếu khó có thể tha thứ. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đã dùng đòn đánh dưới thắt lưng đối với Chủ tịch nước Lương Cường trong chuyến công du Nam Mỹ. Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng thâu tóm quyền lực trong Đảng, đồng thời xây dựng thế lực chính trị mạnh lên, để qua đó công ty Xuân Cầu của em trai ông là Tô Dũng trở nên lớn mạnh và có khả năng lũng đoạn nền kinh tế quốc gia. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc sẽ không thu phục được nhân tâm, nhất là lực lượng hơn 5 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản. Theo giới phân tích, sự cố ông Lương Cường trong chuyến thăm Nam Mỹ, việc ông Tô Lâm có thể trụ lại đến Đại hội 14 hay không là điều cũng không hề dễ dàng. Trong khi đó, có nhiều biểu hiện cho thấy các tướng lĩnh tác chiến của Bộ Quốc phòng dưới sự chỉ huy của Đại tướng Phan Văn Giang đang có các biểu hiện thắt chặt sự đoàn kết với các tướng lĩnh thuộc lực lượng tuyên giáo của ông Chủ tịch nước Lương Cường. Đây là tín hiệu không tốt cho Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là ông Lương Cường là một nhân vật thân Trung Quốc và được Bắc Kinh hậu thuẫn tối đa. Tập đoàn Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng, em trai ông Tô Lâm với giá trị tài sản lên đến nhiều tỷ đô la, là một công ty gia đình mà ông Tô Lâm được cho là người đứng đằng sau. Theo giới quan sát, kể từ khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an tấn công liên tiếp vào các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu của Việt Nam như Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An, v.v. Không phải chỉ để hạ gục các đối thủ chính trị mà còn nhằm tạo ra điều kiện cho Tập đoàn Xuân Cầu của đại gia đình ông Tô Dũng phát triển về lâu về dài. Đó là lý do ông Tô Lâm càng củng cố quyền lực thì sự phát triển của Tập đoàn Xuân Cầu sẽ càng phình to. Trong khi đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên cả nước do lo sợ quyền uy của Tô Lâm nên phải luôn cúc cung phụng sự gia tộc này. Hồi tháng 5 năm 2024, khi ông Tô Lâm mạnh tay đánh vào Tập đoàn Thuận An, khiến ông Vương Đình Huệ ngã ngựa giữa dòng phải rời cuộc chơi. Lúc đó, tờ báo Quân đội Nhân dân, tiếng nói của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lên tiếng về các sai phạm của các doanh nghiệp tư nhân vi phạm trong việc liên kết làm ăn kinh tế với Bộ Quốc phòng. Quân đội khi đó đã có các biểu hiện sẵn sàng vào cuộc để lật hồ sơ sai phạm của Tập đoàn Xuân Cầu Holding của đại gia Tô Dũng là người nhà của Tô Lâm. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, vụ án này đã bị xếp lại và từ đó đến nay, vụ việc xem xét điều tra Tập đoàn Xuân Cầu đã bị khép lại mà không có sự giải thích từ Bộ Quốc phòng. Các nguồn thạo tin cho rằng, khả năng cao cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng sẽ xem xét để lật lại hồ sơ liên quan đến Tập đoàn Xuân Cầu Holding. Đây được cho là những tử huyệt chết người. Điều này có thể đẩy ông Tô Lâm vào tình trạng thân bại danh liệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Liệu bà Dũng có giúp được Tô Lâm vượt qua đại họa từ Trung Quốc đang chờ sẵn hay không? Vẫn với điệp khúc gieo hy vọng nhằm đánh lừa dân chúng, vào ngày 17 tháng 11 tại Cà Mau, nhân ngày Đại hội Đoàn kết Toàn dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã lại ca bài khắc phục khi biểu hiện ở gần dân nhưng không hiểu tâm tư nguyện vọng của dân. Công luận đặt câu hỏi tại sao ông Tô Lâm lại về quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã có công dẫn dắt ông Tô Lâm lên đến đỉnh cao quyền lực với chức danh Tổng Bí thư, đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Liệu điều đó có tương tự như câu chuyện vào ngày 5 tháng 7 khi Chủ tịch nước Tô Lâm về thăm và làm việc tại Lữ đoàn Công binh 25, quân khu 9. Đây là địa bàn chiến lược của ông Ba Dũng và ngay sau đó chưa đầy một tháng, ông Tô Lâm đã trở thành Tổng Bí thư. Theo giới quan sát, việc Tổng Bí thư Tô Lâm về Cà Mau lần này trên danh nghĩa dự hội nghị nhưng đằng sau là câu chuyện ông Tô Lâm đến để xin ý kiến từ ông Ba Dũng trong lúc tình hình chính trường và nội bộ Đảng đang có nhiều dấu hiệu hết sức bất thường. Sau một thời gian, ông Tô Lâm được đánh giá là có chịu xuống thang. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm lại có những biểu hiện cho thấy vẫn không chịu khuất phục. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã về thăm huyện đảo Bạch Long Vĩ để khẳng định quyết tâm giữ vững chủ quyền trên Biển Đông. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thách thức không nhỏ với ban lãnh đạo Bắc Kinh.
Quan trọng hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm không giấu giếm ý đồ trở thành trường hợp ngoại lệ duy nhất. Đây là lý do khiến cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 trở nên quyết liệt, một mất một còn. Chưa hết, trong lúc này, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đang nỗ lực hết sức mình để bình định và kiểm soát các phe nhóm, cụ thể là phe cánh miền Trung của ông Nguyễn Xuân Phúc, nhóm Quảng Ninh của ông Phạm Minh Chính, nhóm Nghệ An của ông Phan Đình Trạc, cũng như nhóm Hà Tĩnh của ông Trần Cẩm Tú. Theo giới thạo tin, các cá nhân và phe cánh ở trên đều có nhiều lực lượng đứng phía sau và các phe cánh này vẫn còn khả năng kết nối, liên minh với nhau và có thừa khả năng lật đổ ông Tô Lâm khỏi cương vị Tổng Bí thư. Và đây cũng chính là lý do bà Nhàn IC đã tiếp tục bị truy tố, kết án và bị Bộ Công an đòi dẫn độ từ Đức về Việt Nam. Cũng như câu chuyện sắp khởi tố, bắt giam với cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại được nhắc đi nhắc lại. Những điều vừa kể trên chắc chắn có liên quan đến chuyến thăm Bắc Kinh cách đây ít ngày của đoàn đại biểu do ông Phan Đình Trạc dẫn đầu sang Trung Quốc để ý kiến, xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài ra, vụ bê bối mới đây trong chuyến công du ngoại quốc lần đầu tiên của ông Lương Cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia cũng vậy. Cố nhân viên cận vệ của Chủ tịch nước đã bị cảnh sát Chile bắt giữ và trục xuất ngay lập tức với lý do quấy rối tình dục một phụ nữ ở nước sở tại. Đây là một đòn rất đau cho ông Tập, vì cũng tương tự như ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đã mất chức sau khi gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trước đó có ít ngày. Tương tự, chưa đầy một tháng sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, ông Lương Cường cũng gặp sự cố nghiêm trọng trong chuyến công du đầu tiên. Quan trọng hơn, cú chơi xỏ được cho là có bàn tay của Bộ Công an như việc kể trên đã tặng cho ông Cường một tai tiếng suốt đời, khó có thể gột rửa cho được. Nghĩa là cả thầy lẫn tớ, Tập và Cường đều bị ăn đòn đau của Tổng Bí thư Tô Lâm. Liệu cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có kế sách hiệu quả nào để giúp cho đàn em Tổng Bí thư Tô Lâm vượt qua được đại họa đang chờ phía trước hay không? Thấy gì có việc Việt Nam vinh danh nàng tiên nâu Nguyễn Đỗ Trúc Phương sống đẹp. Vào ngày 14 tháng 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra đánh giá bộ máy nhà nước quá cồng kềnh và kém hiệu quả. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Việt Nam có khoảng 52.000 hội đoàn từ trung ương tới các địa phương được nuôi sống từ ngân sách nhà nước. Theo đó, vào năm 2023, con số khoản chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội và nghề nghiệp của Việt Nam là hơn 92.000 tỷ đồng. Đây có lẽ là một trong lý do khiến cho mạng xã hội của người Việt Nam gần đây đã nổi sóng với nhiều ý kiến hết sức bất bình. Đó là vụ việc ba người nổi tiếng ở Việt Nam, bao gồm ca sĩ kiêm nhạc sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và idol Nguyễn Đỗ Trúc Phương, đã bị cơ quan công an bắt tạm giam với lý do đã dùng ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án VN10 để tổ chức sử dụng trái phép. Đáng chú ý, cô Nguyễn Đỗ Trúc Phương, một người nổi tiếng với các hoạt động từ thiện, người được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020, đồng thời là nhân vật chính trong chương trình Việc tử tế của Đài truyền hình Việt Nam VTV. Theo Bộ Công an cho biết, đến nay, liên quan đến vụ việc này, Ban chuyên án đã triệt phá thêm 146 đường dây băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên quan tại huyện, liên tỉnh, thành phố và khởi tố thêm 630 bị can, thu giữ 323 kg ma túy các loại và nhiều vũ khí quân dụng với số tiền giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án ngày 16 tháng 3 năm 2023, bao gồm 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đã bị tạm giữ tại sân bay cửa khẩu Tân Sơn Nhất sau khi lực lượng hải quan phát hiện có hơn 11 kg ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng, hành lý của tiếp viên này. Sau một tuần điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trả lại tự do cho 4 nhân viên vừa kể trên với lý do chưa đủ cơ sở để khởi tố vì họ không biết trong số hàng hóa vận chuyển có chứa ma túy. Tuy nhiên, ngay sau đó, một chuyên án lớn mang bí số VN10 đã được thành lập, dẫn đến việc triệt phá nhiều đường dây ma túy quy mô lớn như kể trên. Truyền thông nhà nước đã phủ nhận các cáo buộc trong 4 nữ tiếp viên đó có người là người thân của lãnh đạo Việt Nam, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu cho thấy có sự liên quan của các lãnh đạo cấp cao đến vụ án hiện nay. 4 tiếp viên hàng không đã được trả tự do và không bị khởi tố hình sự. Trở lại câu chuyện, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 của idol Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Công luận thấy rằng đây là hệ quả tất yếu của bệnh thành tích nhưng vô trách nhiệm của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói chung và bộ máy công quyền Việt Nam nói rộng hơn.
tại sao Nguyễn Đỗ Trúc Phương, một đối tượng từng sử dụng chất ma túy trái phép cũng như tham gia vào việc mua bán ma túy, mà lại trở thành một biểu tượng của lòng nhân ái, xưng danh cô tiên từ thiện hay cô tiên của người nghèo? Dẫu rằng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã từ chối trách nhiệm khi bao biện rằng việc vinh danh Nguyễn Đỗ Trúc Phương với giải thưởng Thanh niên sống đẹp đã được thực hiện từ năm 2020 trước khi cô Phương phạm pháp. Sau khi Trúc Phương bị khởi tố và bắt giam vì liên quan đến ma túy, ngay lập tức cơ quan này đã quyết định thu hồi giải thưởng vào ngày 14 tháng 11 vừa qua. Đây là một bài học cho thấy các tổ chức hội đoàn, cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ trung ương xuống các địa phương được nuôi bằng ngân sách của nhà nước là vô tác dụng, thậm chí là gánh nặng cho đất nước. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin Thấy gì có việc Việt Nam vinh danh nàng tiên nâu Nguyễn Đỗ Trúc Phương sống đẹp. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.